có chút xíu thuốc uống bia vậy được không? Hút thuốc thì nếu mà thời gian thì có thể khuyên bạn, nếu bạn có ý chí thì em coi tin bạn làm được. Không? Em đang kiếm lý do để bỏ thuốc. Rồi bỏ bia rượu được không? Dạ bia rượu do tính chất công việc thôi, chứ em cũng không thích uống. Lần uống được mấy lon? Dạ chắc 2-3 lon. Vậy tôi tin đó. Được không? Dạ. Em có thích giữ tiền không? Dạ đó. Tiền thì thích giữ chứ anh. Tiền thì thích giữ chứ anh. Em thích con trai hay con gái? Giới tính nào cũng được, miễn là con là được. Vậy cho anh cơ hội nha. Cho anh cơ hội nha. Mời nhà gái giới thiệu với mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh cùng toàn thể khán giả đang xem chương trình. Em tên là Hạ Du, năm nay 28 tuổi, là cung bọ cạp. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, làm việc cho một công ty Đài Loan chuyên về sản xuất giày thể thao. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê em ở Bình Dương luôn? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Rồi, mời em trai. Chào chú Quyền Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Phạm Quang Vinh ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm thợ máy của một gara ô tô ở Sài Gòn. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ em hiện tại đang sống với em gái. Em gái hả? Dạ. Rồi ba mẹ đang ở đâu? Dạ ba mẹ đang ở quê. Rồi quê ở đâu cưng? Dạ quê ở Bình Phước, Lộc Ninh, Bình Phước ạ. Mình ở với em gái là ở nhà trọ hay là? Dạ đúng rồi, tụi em đang ở nhà trọ. Ở nhà trọ. Bây giờ mình cho một chút xíu ưu điểm khuyết điểm cho nhà trai biết đi nhà gái. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và biết nấu ăn. Trong công việc thì em luôn cố gắng hoàn thành công việc thật tốt. Còn khuyết điểm của em thì hơi nhạy cảm, đôi khi là cái tính cũng hơi cầu toàn, nên là có nhiều việc là mình không mong muốn thì nó dễ gây ra là buồn, hơi buồn. Có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì cũng thích ngủ nướng. Ngủ nướng đâu phải tật xấu đâu. Mai mốt em có con là tự động mà. Đúng em rồi. Ngủ nướng cũng không nướng được. Cũng không phải tật xấu lắm đâu. Em trai, ưu điểm của em là có trách nhiệm trong công việc. Em đã hứa là em sẽ làm. Khuyết điểm là em hơi nóng tính. Nóng dữ không? Cũng dữ. Nếu mà nóng quá thì mình làm gì? Dạ im lặng. Ví dụ như mà đối tượng đừng tác động nữa thì là tốt nhất. Nếu mà tác động nữa thì em sợ là khó kìm được. Làm bùng nổ đó hả? Dạ đúng rồi. Sẽ nhiều khi sẽ có những cái lời nói nó không hay. Rồi. Dạ. Cho nhà gái biết chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Dạ em hiện tại tới bây giờ là khoảng 2 mối tình ạ. Khoảng 2 mối tình. Dạ có những cái mối tình nó không chính thức thời đi học á. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Sao mình chia tay? Dạ do lý do là không hợp. Không hợp về cái gì? Dạ không hợp về tính cách. Khoảng 1 năm thì vẫn chưa gọi là xác định hợp hay không hợp, mình chưa nhìn ra rõ được. Ừ. Qua tới 2 năm thì mình mới nhìn rõ được nhiều cái là mình bất cập hơn. Tức là phải quen 2 năm mới hiểu rõ nhau nữa. Dạ. Rồi mời nhà gái. Em đã từng có 2 mối tình. Thì mối tình đầu tiên là đi học. Thì sau khi học xong cấp 3 thì định hướng của hai bạn cũng khác nhau. Và mối tình thứ hai thì khoảng 6 tháng là do quá trình tìm hiểu thì cũng cảm thấy tính cách không có hợp nhau. Nên là cũng chia tay trong êm đẹp. Mấy tháng rồi hả? Bên đây kinh nghiệm nhiều hơn. Cũng có kinh nghiệm gì đâu. Bên đây có 2 năm tình trường rồi. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Em thích một bạn nam tinh tế, có khả năng quan sát, có kiến thức. Không phải là mình cần học cao, nhưng mà mình luôn luôn tìm hiểu về kiến thức xã hội, thể thao. Bạn này tinh tế lắm, quan sát kỹ lắm. Từng con ốc, từng cái máy, từng cái sợi dây điện này kia. Nhưng mà có am hiểu về lĩnh vực như bạn gái mong muốn không? Em ngoài làm thợ máy ra thì em còn biết chơi nhạc nữa. Rồi thể thao? Dạ cả thể thao nữa. Chơi gì? Dạ đá banh. Đá banh? Dạ. Được chưa? Bây giờ cho chị Lan biết là người đàn ông có tính cách như thế nào, có cái thói quen như thế nào làm cho em không thích nè. Em không thích một người hút thuốc, uống rượu bia nhiều, có tiệc ở công ty, cơ quan hoặc là lâu lâu bạn bè thì có thể, chứ không phải là nghiện rượu. Có gì không thích nữa không? Dạ không thích tính gia trưởng chị. Để chị qua chị coi mặt có gia trưởng không. Có những cái gì không thích không? Bạn gái nói kìa, có dạ, cái gì dạ, mà dạ, gì dính tới đâu. Mặt này khó đoán quá. Có nhậu không? Dạ có chút chút. Có chút chút. Dạ. Có thuốc không? Dạ có. Có chút chút. Có gia trưởng không? Dạ không. Không có. Có 2 thứ đó chút chút. Thì sao biết mình không gia trưởng? Em cũng khá dễ tính, chỉ có là nóng nảy trong công việc thôi. Trong gia đình thì là mình lúc nào cũng dịu dàng. Dạ. Dịu dàng. Vậy đàn ông ta mà dịu dàng. Đó thì đúng rồi, dịu dàng với vợ con. Gia đình lúc nào ta hiền lành chút xíu. Có chút xíu thuốc uống bia vậy được không? Hút thuốc thì nếu mà thời gian thì có thể khuyên bạn, nếu bạn có ý chí thì em coi tin bạn làm được. Không? Em đang kiếm lý do để bỏ thuốc. Rồi bỏ bia rượu được không? Dạ bia rượu do tính chất công việc thôi chứ em cũng không thích uống. Lần uống được mấy lon? Dạ chắc 2-3 lon. Vậy tôi tin đó. Được không? Dạ. Rồi. Bây giờ này cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè. Tại vì em cũng cao cho nên em muốn bạn gái em cũng phải cao tí xíu. Sao không muốn bạn gái nhỏ nhỏ xíu để mình dễ ôm? Chị tưởng em ôm bạn này, em muốn bạn gái em giống giống bạn này. Rồi mắc gì không bỏ xuống dưới ôm, chi ôm hoài vậy?
Thôi không biết để em... đâu, mượn quá, kệ nó gần tới rồi. Ôm qua luôn đi. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ, em đi với những bạn đồng nghiệp của em. Bạn đồng nghiệp. Mình cho ý kiến xem bạn trai tương lai này được không? Hợp với bạn của mình không? Dạ, em thấy thì bạn cũng có tiêu chí ổn. Tiêu chí ổn? Dạ, đúng rồi. Ít nhất là cái phần chiều cao bạn có. Tính cách thì em thấy cũng được. Nhưng mà nhiều lúc thì mình cũng nên kiềm chế cái phần nóng nảy. Tại con gái người ta không có thích đàn ông nóng nảy. Người ta vẫn thích người dịu dàng đối xử, tinh tế với mình một xíu. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. giảm bớt luôn ha. Dạ. Rồi, giờ em đi với ai nè? Dạ, em tới đây một mình ạ. Rồi, không sao. Có anh Quyền Linh hỗ trợ ha. Mở rào thôi. Mở rào. Mình tặng bạn. Cảm ơn bạn. Giờ khoan khoan nè, hai bạn đứng vô chính giữa coi. Đó, ta cao vậy đó, đủ được cao không? Chưa? Dạ, chịu á. Chịu rồi đó. Dạ. Em cũng có món quà tặng bạn. Đây chị ạ, chị ôm em bé này cho. Dạ, em cũng không có tài lẻ ca hát hay gì hết. Nhưng mà em cũng biết làm một ít đồ handmade và nấu ăn. Nên là em có làm kẹo tặng cho bạn. Cảm ơn. Chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh cũng có. Trời ơi. Tôi có quà nữa hả? Có dạ. Quà cho hay MC quá. Cảm ơn gái nhiều nha. Dễ thương quá, túi quà thấy dễ thương. Rồi, bây giờ mình làm một bài giao lưu mở màn lấy le với nhà gái cái coi. Em ơi, mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh. Em ơi, mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này? Đây Sài Gòn nhớ em, đây mình anh lái xe lòng vòng. Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Anh mong sao ngày trôi qua. Anh mong sao ngày trôi qua. Phải sung lên nữa. Cái bài này phải máu lửa lên nữa. Thấy không? Dạ. Vậy là ra mắt cũng được rồi đó. Giờ mình vô câu chuyện tình yêu đi. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên gặp mặt đó. Bạn có ngại khi quen bạn gái lớn tuổi không? Tại mình sinh năm 95, là 28 tuổi. Mình 97. Mình cũng đang kiếm bạn gái bằng tuổi hoặc lớn hơn. Mục đích là để bạn gái kiểu cứng cỏi hơn tí xíu. Có thể là chủ động trong nhiều thứ hơn. Tại mình rất là nhát. Hiện tại công việc của bạn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm thợ máy ở gara ở trên đường Phạm Văn Đồng. Mình lớn lên mình sinh sống ở Bình Dương luôn. Ví dụ sau này có thể tiến xa thì bạn suy nghĩ sao về nơi ở của cả hai? Mình tôn trọng quyết định của bạn. Cái việc này mình nghĩ là mình nên ngồi lại để mà thống nhất sau này. Còn hiện tại thì mình vẫn đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Mình vẫn chưa có ý định về trên quê để mà làm việc. Tính của bạn có chia sẻ thì nó hơi nóng nảy. Tính mình cũng nóng kiểu sáng nắng chiều mưa xíu. Gặp chuyện không thích thì cũng hay im lặng. Mà bạn cũng im lặng thì không biết là lúc khúc mắc nhau thì sẽ giải quyết như thế nào. Vậy thì mình tập tính chủ động lại. Bạn thấy mình có phù hợp với yêu cầu bạn gái của bạn không? Dạ có. Dạ có. Bây giờ mình hẹn hò sao nè? Bạn có ý định suy nghĩ là một tuần hay là một tháng mình gặp nhau bao nhiêu lần hay là ở đâu không? Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Thì mình sẽ được nghỉ vào chủ nhật cuối tuần. Khi hẹn hò thì mình hy vọng là ít nhất một tuần sẽ được gặp một lần. Ít nhất là một tuần một lần. Tại vì Sài Gòn với Bình Dương cũng không có xa. Mình cũng biết Thủ Đức thì với Tân Uyên cũng không xa. Khoảng một tiếng lái chạy xe máy thôi. Không biết bạn có ngại không thôi. Mình sẵn sàng. Mình kêu anh em đi. Bây giờ nếu mình tìm hiểu thì khoảng bao lâu? Mình hỏi nhà gái bao lâu cho anh bước tới? Bạn có ý định là lập gia đình chưa? Mình nghĩ là khoảng 1 năm tới 2 năm. Thì khi mà mình đủ tìm hiểu với nhau mà cùng chung chí hướng thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Chứ mình không có ép buộc là thời gian bao nhiêu tuổi hoặc là bao lâu hết.
Mình nghĩ là sự nghiệp ổn định trước cái đã. Với lại bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để mà mình tìm hiểu. Tại vì mình đang trong giai đoạn hoàn thiện kinh tế của mình. Bạn có yêu cầu nhiều về thời gian không? Ví dụ như dành thời gian cho nhau á, có cần phải quá nhiều không? Thì lúc nãy mình cũng nói là mình được nghỉ vào ngày Chủ nhật. Thì hy vọng là Chủ nhật là mình và bạn sẽ được gặp nhau. Nhưng mà ví dụ trong tuần thì cũng hy vọng là có thể nhắn tin cho nhau thường xuyên. Chứ mình không hy vọng là một ngày, hai ngày gì mới nhắn một lần. Cái tình cảm nó không được vun đắp, dẫn tới là không hiểu nhau, rồi dẫn tới nó phai nhạt đi. Tức là mình chỉ bận trong giờ làm việc thôi. Tức là giờ làm việc mà ví dụ có cái cứ mong chờ hay là cứ đợi tin nhắn hay là nhắn tin đang hỏi cái này hỏi cái kia mà lúc mình đang làm việc rất là khó. Tại chân tay mình không có được sạch sẽ lúc mà cầm điện thoại lên. Mình thì không phải là yêu cầu là khi nhắn tin bạn phải trả lời liền. Nhưng mà có thể là bạn sẽ nói là bạn đang bận thì đợi bạn bao lâu đó, hoặc là đợi bạn chiều sẽ trả lời. Thì có nghĩa là mình sẽ biết được là bạn đang bận. Trong cái khoảng thời gian đó mình sẽ không phải đợi chờ. Tại mình không thích đợi chờ. Thực ra cái giờ giấc làm việc của anh này cũng rất là khó. Chị cũng có vài đứa em làm cái công việc này. Bình thường khi mà trong cái lúc mà làm việc tay chân dầu nhớt không à, khó để mà thao tác trên điện thoại. Yeah. Thì có thể trong lúc em nhắn thì bạn này đang không cầm được điện thoại. Thì lỡ mà trả lời chậm một tí thì em cũng thông cảm. Chỉ cần bạn trai thật thà thôi là được rồi. Cảm ơn chị. Rồi, nhưng mà phải thật thà người ta nghe. Bước tới nắm tay bạn gái đi nào. Nắm hai tay bạn gái. Đó, bây giờ nếu như về chung một nhà, tiền bạc ai giữ, quan điểm về con trai con gái đầu lòng như thế nào, nói cho nhau nghe đi. Em có thích giữ tiền không? Dạ có. Tiền thì thích giữ chứ anh. Tiền thì thích giữ chứ anh. Em thích con trai hay con gái? Giới tính nào cũng được, miễn là con là được. Vậy cho anh cơ hội nha. Cho anh cơ hội nha. Em muốn hỏi thêm một câu là trong công việc gia đình á, thì anh suy nghĩ là ai sẽ là người phụ trách công việc đó? Nếu mà về sớm thì anh sẽ phụ. Cái đó có thể san sẻ cho nhau thôi, chứ mình không xác nhận đó là công việc của bất cứ hoặc em. Là của anh. Dạ. Em trai thấy bạn gái thế nào? Mình mong muốn điều gì? Nói lên từ trái tim của mình đi bạn trai. Dạ, em muốn có vợ. Em muốn có vợ. Dễ thương quá. Rồi, dạ. Bây giờ ta về vị trí đi các bạn. Các bạn kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là người mình cảm giác rung động hay không, đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta bấm ngay cái nút đó, còn nếu không thì không cần bấm. Hai bạn bấm rồi à? Chưa chúc kịp mừng. Đếm à? Rất hợp lý. Rồi, chúc mừng các bạn, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau đi. Anh thấy hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc ạ. Một nụ hôn đầu tiên thấy sao? Dạ đã. Đã. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Tạ Công Thạch. Năm nay em 34 tuổi. Em làm công việc đóng tròn thạch cao. Nhưng mà Thạch đang làm gì ở đâu? Dạ em làm ở Bình Định luôn anh. Làm Bình Định luôn hả? Dạ. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Trước tiên em xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồ Thanh Duyên, sinh năm 1989, đến từ Quảng Ngãi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì cưng? Dạ em là trưởng phòng kinh doanh. Làm thành phố Hồ Chí Minh ở quận nào vậy em? Dạ Tân Phú ạ. Thạch là ở Bình Định nè, không vấn đề gì cả. Tình yêu là không có phân biệt. Đây 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 đây, anh gì? Ở thành phố Hồ Chí Minh, bà xã anh ở ngã ba Phú Tài, Bình Định, không có gì hết, đúng không? Rồi bây giờ Thạch nói cho bên Duyên biết đi, là Thạch có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ cái ưu điểm của em thì là nhanh nhẹn, có chính kiến trong công việc, rồi còn rồi bây giờ mình nghe về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì em sống rất là chân thành, biết quan tâm chăm sóc những người xung quanh, nhiệt huyết trong công việc. Vì rất là nhiệt huyết cho nên rất là cầu toàn trong công việc, thì dẫn đến đôi lúc người có những cái yêu cầu nó khá khắt khe trong công việc. Người ta nói là mình quá cầu toàn, đó là cái khuyết điểm. Thì bên cạnh cái khuyết điểm nào khá cầu toàn thì nó còn có một cái khuyết điểm, đó là rất là hay tin người. Do là em thường hay làm thiện nguyện á, cho nên khi mà người ta nói những cái hoàn cảnh thế này thế kia rồi mình hay giúp người ta, xong rồi có một số người họ lợi dụng cái lòng thương người của mình á, mình giúp xong rồi cái người ta lại không có trả tiền cho mình, rồi người lại mất đi cái tình bạn. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Mối tình mà sâu đậm thì có 20 tình. Nói chung mối tình nào cũng năm sáu bên em hết. Vậy là hai mối mười mấy năm luôn. Dạ. Yêu sâu đậm như vậy tại sao lại chia tay? Nói chung là cái mối tình đầu là lúc đó em còn đi học, cô học 11 xong rồi là cô nghỉ rồi. Gia đình cũng có kêu cưới chồng thì cô đi cưới chồng. Có chồng xong thì
cô lại không ở với chồng mà cô lại đi vào trong Bình Dương đây. Hồi đó cũng không có cái liên lạc bằng điện thoại đâu như bây giờ. Thời gian bắt đầu cô đó gì họp lớp thì em vô tình đi ngang qua thì mới gặp lại, rồi bắt đầu là em lại quen lại. Nhưng mà sau cô đó nói là thời gian này hết đàn ông cũng không bao giờ quay lại với Thành. Thời gian này hết đàn ông cũng không bao giờ quay lại với Thành. Đau lòng. Còn mối tình thứ hai quen sau cô đó lấy chồng, lúc đó em cũng còn, nói chung là cái thời điểm mà cái cô mối tình đầu đi về Bình Dương á, thì là em quen một người nữa lại có chồng. Nói chung quen hai người đó có chồng. Sao quen ai cũng lấy chồng? Dạ, quen ai rồi là người ta có chồng. Cách đây 6 năm có gặp lại, lúc đó là cô đã ly thân chia chồng á. Nói chung là có gia đình có con rồi nhưng mà ly thân quay lại. Nhưng mà cho tới bây giờ khi mà họ đã công việc ổn định lại rồi thì họ chọn lại với gia đình. Ờ, vì có gì con và gì chồng hả? Mà quay lại gia đình. Sao bi kịch vậy? Tội nghiệp em quá hả? Trời ơi, phải đi qua gặp chàng trai. Cuộc đời em trắc trở quá hả? Thấy thư tội nghiệp trời nhà trai không? Em thấy thương quá vậy? Phần đàn ông yếu đuối lắm. Sao số xui vậy? Nhiều quý ăn với chồng chị. Xui. Rất là chung thủy. Hai mối tình thấy thương ghê không? Mà hai mối tình đang xen với nhau luôn. Đúng rồi. Cái gớ đếm mà em hay ngồi ở công viên á, bây giờ nó gãy rồi, em sợ công viên họ giục cái gớ đếm đó. Em mua một cái đá mới, em xuống em bỏ lại cái chỗ cái đá đấy. Em xin bên công viên á, em mang cái đá gãy đó gì em bỏ cho mày. Đó. Trời ơi, thấy thương quá vậy. Thấy chưa? Người ta chung tình chưa? Chị thấy khi mà em chia sẻ lại em vẫn còn rất là xúc động luôn. Mình có còn suy nghĩ gì nữa hay không để mà mình bắt đầu một cái cuộc sống mới nè? Thì nói chung là bây giờ em đã đi đến chương trình này thì là em phải xác định rằng là hết, nhưng mà còn nói chung là những cái kỷ niệm là nó còn, nó vẫn còn ở đó. Ừ. Bây giờ đem cái đá về rồi hả? Em về lâu rồi nè, em về mấy năm rồi. Vẫn còn hình bóng lúc ngày em xưa. Buồn em còn hay ra công viên ngồi một mình. Bây giờ sắp tới mà buồn thì dắt bạn gái ra công viên ngồi. Ok. Gọi là lên đến đó. Đàn ông gái sao nè? 12 bến nước quá. Em thì đơn giản hơn, không có lâm ly bi đát như anh Thạch. À, em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà do vì khoảng cách địa lý cho nên dẫn đến cái quan điểm nó không thống nhất, cho nên không đi được đến, và bây giờ đến giờ em vẫn chưa có gặp được người khác. Ừ, nhưng mà lòng dạ mình là sạch sẽ đúng không? Không còn nhớ thương gì về người cũ đúng không? À, dạ, quan điểm của em thì chỉ có ăn mày hiện tại và ăn mày tương lai chứ còn không có ăn mày quá khứ ạ. Hay quá em gái. Nãy giờ nghe kể bên đây thấy sao? Bên đây nặng tình quá hả? Dạ, em khi mà em nghe nói như vậy á, thì em có hai cái nghi vấn. Cái nghi vấn thứ nhất á, là ảnh đang giữ cái ghế đá đó thì không biết. Và ví dụ như em với ảnh cùng hẹn hò với nhau thì có khi nhìn cái ghế đá đó có nhớ về người cũ hay không? Đó. Cái thứ hai, khi mà quen người mới thì người cũ quay lại thì có đồng ý lại hay không? Em bây có giờ, hai thắc mắc đó. Bây giờ anh sẽ giải thích từng thắc mắc. Ghế đá nó đã trở thành ký ức rồi. Vấn đề thứ hai là các cô kia đã đi lấy chồng hết rồi, không thể quay trở lại được nữa em. Hơi phản đối chút xíu chỗ này. Phản đi. Thưa quý tòa, tôi cũng đã từng yêu, cũng đã từng vấp ngã rất là nhiều lần. Phụ nữ mà ai cũng vậy, ai cũng có một cái chút gọi là một cái sự nó hơi ghen tuông. Chỉ có với những cái người phụ nữ mà họ đã lập gia đình rồi, họ đã đổ vỡ rồi thì họ sẽ rất là có kinh nghiệm trong chuyện này, thì họ đã từng trải rồi thì họ không có để ý tới những chuyện đó và họ gạt bỏ qua những chuyện đó. Nhưng với những cô gái non nớt như thế này, những cái hình bóng của những cái người cũ á, rất dễ làm cho họ buồn lòng. Tí nữa kéo rào ra hai bạn phải thống nhất với nhau, nếu như cô gái này nói là không, em không muốn nhìn thấy cái ghế đá đó thì bạn phải giải quyết cuộc cô gái này. Ghế đá. Không đập, nhưng mà mình sẽ giải quyết một cái cách nào đó, lúc đó hai bạn kéo rào, hai bạn sẽ tự thống nhất. Làm gì có chuyện cảm hơi em, ghen đúng quá. Không? Chị nói vậy hợp lý không? Quá khứ là quá khứ. Đó. Em đồng ý hoàn toàn đó. Tại vì tôi rất là hiểu tâm lý của cô này. Tôi nói với cô phụ nữ nghe nè, đừng có ghen quá với quá khứ. Không phải là ghen, nhưng đó quan là... trọng là cái sự chăm sóc hiện tại, người ta có chăm sóc tốt cho mình hay không, người ta đối xử với mình thế nào để mình quên đi cái quá khứ đó. Tôi đã phân tích là tôi sống quá khứ khổ trong lòng để làm không gì. Không phải, tôi đã phân tích là ví dụ như tôi là cái người đã từng trải rồi, từng đổ vỡ, cho nên những chuyện đó tôi đã rất là hiểu và tôi không quan tâm tới. Bây giờ mình phân tích cho cô gái cô hiểu. Nếu như người đàn ông này chăm sóc, thương yêu, bản lĩnh hay không là thuộc cái người đàn ông đó. Từ khi nào mà chàng trai này không chăm sóc, không yêu thương cô gái này? Tôi với ông mai bà mối hay gây lộn trên sân khấu lắm luôn á. Bảo vệ hai bên thôi mà gây lộn chứ gì á. Mình tranh luận cho người ta thấy thôi, chứ không phải là mình bắt nó phải làm như thế. Bây giờ tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi muốn nói chuyện với người thân. Tôi muốn nói chuyện với bà luôn. Mời người thân. Người thân của em đâu? Dạ, người thân của em là anh em. Dạ. Anh rỡ. Em chào anh. Anh chào cùng đây. Dạ. Mình là anh rể của Thạch. Dạ. Mình hiện tại đi công tác thì làm ở ngành y tế của tỉnh Bình Dương. Ở đến chương trình thì thấy bạn nữ bên này thì chỉnh chu, với lại cái cách mà
đối với Thạch á, thì Thạch này là một con người nói chung nó hơi cứng nhắc, tại đàn ông ở ngoài Bình Định thì nó có lẽ nó hơi cứng nhắc hơn cái tính. Rồi cái tình cảm thì hôm nay vô tình thì mới biết được em nó cũng nói chung tình quá đi. Hai đứa thì tìm hiểu nhau, tìm cho nhau một cơ hội gì đó thì cứ nói chuyện với nhau rồi thấy cái phù hợp thì mình kết tiến tới hay có gì hả? Cảm ơn anh rể của Thạch. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái và bạn học chung ạ. Mình chào MC Quyền Linh, chị MC Ngọc Lan. Mình xin giới thiệu là mình là chị ruột của Thanh Duyên. Ông bà xưa mình nói là có đức mặc sức mà ăn, đức năng thắng số, tiên tích đức hậu tầm long, anh này được chữ đức. Chị nghĩ Duyên nên cho anh này cơ hội, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cho anh ấy cơ hội và đi đến hôn nhân thì chị nghĩ rằng cuộc đời mà không ai vẹn toàn, quá khứ hãy chôn vùi và luôn luôn sống ở hiện tại, hạnh phúc hiện tại và cuộc sống luôn luôn mỉm cười với mình nếu mình biết sống hiện tại. Mình xin hết. Hay quá, cảm ơn chị. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dở nhìn một chút, một người nói chung là nhanh nhẹn, nói chung là em có em rất là khó biết nói, biết kinh doanh. Bên đây là gì, trưởng phòng kinh doanh, nhìn là thấy rồi. Trưởng phòng kinh doanh là dữ lắm á. Cao hay thấp? Không, cao thấp thì không quan trọng lắm đâu, do bởi em cao rồi có thấp chút ra con nó cũng được, cũng vừa ha. Ok, giờ em cao tao bị mấy mà bị lên bị xấu mà quá dữ. Nói chung là có nhiều điều là con bên em thì với vấn đề, ví dụ như con gái uống rượu thì vẫn ok, nhưng mà uống cái trên phương diện là uống trên công việc. Nhưng mà còn con gái mà hút thuốc là em thấy em chạy luôn á. Rồi tôi hỏi nhà gái coi sao nha. Hai. Hỏi hút thuốc làm điều. Hút thuốc không? Dạ em không có hút thuốc ạ. Không có đâu. Dạ. Không hỏi trời. Không có đâu. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích ở đàn ông là gia trưởng, hút thuốc, nhậu nhẹt, cá độ này kia là em không có thích. Em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Do là em cũng hạn chế về chiều cao cho nên mình hướng tới chiều cao, cho nên em mong muốn là bạn trai của em là cao và có ngoại hình thì dễ nhìn, sống thì phải chân thành, biết đối nhân xử thế. Tại vì người ta nói là khi mà đứng trước một vấn đề nào đó, nếu như bạn biết cách xử lý thì bạn sẽ hoàn thành nó, thì em mong muốn là như vậy. Và phải là quan trọng là phải chung tình. Trời, quan trọng là chung tình. Hôm nay có hút thuốc không? Có chị. Ngày mấy gói? Ngày mấy gói? Thì cũng hút gần gần quá. Trời ơi, gần một gói lận. Bỏ bớt đi em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên giáp mặt với nhau. Đúng. Trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Đúng. Quyết định hay không? Từ từ biết. Mở rào. Bắt đầu đi Thạch, tiến tới luôn. Anh tài nghiệm K-pop quá trời luôn rồi. Dạo này là em giữ tài chính vững vàng. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Có tiền không? Tôi nói mai ai tặng bóp là bỏ tiền vô nha, ít hay nhiều bỏ vô cho nó hên. Thì đến với chương trình em cũng có một món quà muốn tặng cho. Quà lấy, quà lấy. Em xin tặng. Cảm ơn. Có tặng gì nè Thạch? Trời ơi hay quá, trăm điều tôi yêu ở bạn. Thì anh Thạch thấy em như thế nào? Thì nói chung là nhìn em thì nó cũng dễ thương. Chúng anh không biết nói làm sao, nói chung là sao cái môn đi anh dễ lắm. Thì anh thấy cái mẫu hình lý tưởng của anh đó thì em đạt khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì nó cũng giống như trong cái mong đợi của anh. Còn em nhìn anh như thế nào? Thì em thấy thì anh thì thân thiện nhưng mà có vẻ như là ngại đám đông. Do là gặp gái rồi mà chứ không phải ngại đám đông. Đám đông anh cũng không có ngại lắm. Nói chung thì đi đến chương trình này thì những cái vấn đề lúc nãy mà cái quá khứ của anh á thì cái đó em yên tâm. Em đã cho anh cơ hội thì anh cũng cố gắng anh nắm giữ và anh cũng đảo. Muốn quên một cái người trước á thì là mình phải dùng tình cảm nhiều hơn để mà dành cho người đến sau quá. Em thì quan điểm của em ngay từ đầu em nói là em không ăn mài quá khứ, nhưng mà hiện tại cái ghế đá nó tồn tại đó, nó sẽ nhắc nhở. Em thì em không có kỷ niệm gì hết, nhưng mà em chỉ sợ là kỷ niệm của anh nó ùa về thôi. Thì thay vì vậy, ví dụ như cái ghế đá đó, nếu như mà nó có rất là nhiều phương án xử lý, nó vẫn giữ ở đó và vẫn còn ở đó, nhưng mà thay vì ví dụ như mình giữ thì mình chuyển cho các cái nơi mà họ cần ghế đá. Cho anh đó. Đó, nó chuyển về cái bảo tài cho anh nha. Là như vậy thì nó sẽ hay hơn là mình cứ giữ như vậy. Tôi xin chia sẻ một kỷ niệm với hai bạn. Những cái lá thư từ quá khứ của ba mẹ tôi. Xưa mẹ tôi là một người con gái rất là đẹp và rất là nhiều người đàn ông đeo đuổi và gửi thư cho mẹ rất nhiều. Nhưng đến khi mẹ quyết định mẹ lấy ba, đó là cá nhân của mẹ mà, mẹ đâu bỏ.
mẹ vẫn giữ trong cái hộp vậy. Nhưng một thời gian khi mà ba mẹ sống chung với nhau, ba mẹ quá yêu thương nhau và tình cảm của ba dành cho mẹ rất nhiều. Và từ đó mẹ cảm thấy là mẹ cần phải dẹp bỏ cái này đi, quyết định mẹ lấy ra mẹ đốt để ba đỡ buồn. Lúc đó người ta đã yêu nhau rồi. Đúng. Đưa cái đá trở về nhà ba Phú Tài tôi nhận cho. Cái mối tình trước của em cũng là do khoảng cách. Em không biết là nếu như mà yêu tìm hiểu thì em không có ngại. Nhưng em muốn hỏi là nếu như mà mình hợp nhau rồi, tiến đến hôn nhân thì anh ở Bình Định, em thì em, hoàn cảnh của em thì cũng neo người mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là nếu như mà mình kết hôn thì anh nghĩ như thế nào về cái em ở Hồ Chí Minh, anh ở Bình Định? Nếu như mình đón được với nhau á, trong cái thời gian yêu xe thì là em đã chấp nhận, em nói là mình tìm hiểu yêu xe. Nhưng mà nếu như đã quyết định đi đến hôn nhân thì giờ đây nếu như em ở đây neo đơn thì anh phải ở đây, thì anh phải đi theo vô đây thôi. Còn hoặc là em ra đó. Nhưng mà ví dụ giờ em đã nói em neo đơn, nhà neo đơn thì có thể em anh ở đây. Ngày xưa anh ở trong đây mà. Khi mà mình kết hôn rồi thì vấn đề tài chính là như thế nào? Em giữ với anh giữ cái nước mạt á. Em giữ với anh giữ cái nước mạt á. Thì tại vì mình tặng quý thì mình phải hỏi đúng rõ rồi, thì anh đã nói là tặng quý cái vấn đề tặng quý là tức là để em giữ tài chính. Dạ thì cái yêu xa thì nó không thành vấn đề, quan trọng là mình phải hợp nhau, biết cách sống. Rồi bây giờ mình tiến tới mình giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu đây. Em gái đứng lên. Trời ơi, ông em hẹn như con gái vậy trời ơi. Nắm tay bạn gái cái đi, nắm hai tay vô nào. Rồi hai người nhìn nhau, nhìn thẳng mắt nhau. Chàng nào? Trai là một bộ đồ vest rất lịch lãm, còn cô gái là một bộ dài rất là nền nã. Hai bạn cô dâu chú rể. Thì là bạn gái một bài thơ của em. Đúng là rồi. Dập gỡ đôi ta buổi hẹn hò. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi nào. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Nãy giờ chúng tôi dành thời gian cho bạn khá nhiều để các bạn có thể trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề, không bấm vì bất kỳ điều gì cả. 1 2 3 Hết thời gian. Duyên không bấm. Tại sao vậy Duyên? Dạ thì theo em không bấm là ấy không có quyết đoán được trong cái vấn đề gì hết. Dù mọi người cổ hủ ảnh rất là nhiều nhưng mà ảnh không có quyết đoán được. Em nghĩ là ảnh quá nặng tình thì em không, lúc ảnh kể mà ảnh vẫn còn quá xúc động thì em không biết là liệu em đến thì cái mối tình cũ nó có kịp phai nhòa hay không, nên em lo lắng hai vấn đề. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin gửi lời chào cho Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay, cùng với bạn gái ngồi bên kia. Thì con tên là Nhật Tú, đến từ Gia Lai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tú là làm việc gì? Dạ con đang làm là bên kỹ thuật, bên máy tính. Máy tính làm ở quận mấy? Dạ làm ở Gò Vấp ạ. Tú nhiêu tuổi? Hôm nay con 24. Trời trẻ dữ trời. Trời trẻ măng, trẻ măng. Tú hai võ Nhật Tú đúng không? Dạ đúng rồi. 24 tuổi, làm ở thành phố Hồ Chí Minh, dạ. Quê là ở Gia Lai. Rồi, còn con? Dạ lần đầu tiên con xin nè. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên Tú bên kia, chào toàn vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi và con nhà con ở Đắk Lắk, hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa, con làm Nha Trang hả? Dạ. Con làm nghề gì vậy? Dạ, con làm giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non. Dạ. Nhâm ở Đắk Lắk, từ Đắk Lắk lên Gia Lai khoảng nhiêu cây nhỉ? Tú khoảng trăm mấy 200 cây. À, trăm mấy 200 cây đó hả? Nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc và đặc biệt là người sống có tình cảm ạ. Ừ. Cái nhược điểm của con? Nhược điểm thì do sống tình cảm nên có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con, và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu. Cho nên là dễ bị người ta hiểu nhầm. Dạ. Dễ bị hiểu lầm là mình chảnh hay là mình khó hay là mình dữ hả hay sao? Dạ, hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ hiểu lầm như người ta bảo là con khó tính quá. Rồi mời Tú nói cho Nhâm biết đi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của cháu thì có cái là có thể lắng nghe được, biết lắng nghe. Lắng nghe, dạ. Lâu lâu mới hiểu. Rồi nói khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể. Cà nể? Dạ. Là gì nữa?
tính tình hơi nóng nảy chút. Nóng nảy hả? Dạ. Rồi sao nói chuyện nhỏ nhẹ, nóng gì? Nóng quá thì còn làm gì vậy Tú? Dạ thì nếu mà nóng nhất từ trước tới giờ thì có thể là đập đồ. Đập đồ luôn hả? Dạ. Còn đập cái gì vậy Tú? Dạ thì chén bát rồi. Vậy đó hả? Dạ. Chết rồi. Nhiều tiền đâu mua chén bát vậy, mỗi lần nóng đập hết trơn. Vậy đó thì cũng là hồi xưa thôi chứ giờ hết rồi. Hồi xưa ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi chào con. Dạ. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Cũng hồi 20. 20 dạ. Là cách đây 4 năm. Dạ. Bây giờ mình đầm hơn rồi phải không? Dạ. Cô chỉ cho nè, chú Quyền Linh cũng nóng tính lắm á. Nhưng mà ổng khôn lắm, lúc mà ổng lên cơn của ổng rồi ổng đập đồ, ổng kiếm cái chai nước suối ổng đập. Ừ, gối rồi đó. Gối đồ mấy cái đồ nhựa đồ này kia nọ. Muỗng dục vậy nó đập vậy đó. Không bao giờ bể, hiểu không? Nước suối mà uống rồi mới ghê. Uống hết rồi ông mới lấy ông đập. Đó thì thử hỏi, con về thử tưởng tượng mà cái chai nước suối mà hết rồi không còn miếng nào, con đập 100 cái lên đầu cũng không có xi nhê gì hết, bởi vì nó có đau. Đúng không? Kệ mình học cái chiêu đó của chú Linh đi con. Hồi xưa chú cũng nóng lắm. Nhưng mình luyện đó con hả? Buông bỏ đi ha. Dạ. Tất cả nó nhẹ nhàng đi. Nóng rồi cũng không được gì đâu. Đôi khi nóng quá mất khôn. Nóng sau đó hết chuyện nóng rồi người ta nhằn mình xuống à con ơi, mấy nhỏ này nè. Thế này khi chú nóng rồi sao nóng rồi nó chửi chú quá là luôn. Là thôi đừng nóng nữa. Bỏ đi nha. Nóng là một cái tật xấu rất xấu luôn. À đúng. Ừ. Nóng là tật xấu rồi đó. Rồi con còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Có hút nhiều không? Dạ thì ngày còn 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Hút dữ vậy con. 24 tuổi một ngày 2 gói thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày? Giữ gìn sức khỏe con ơi. Không được đâu. Dạ. Ngày xưa chú hồi đó chú mới đi đóng phim rồi mới làm việc bị stress rồi cơm áo gạo tiền cũng lo, căng thẳng mình hút nhưng mà không có nhiều. Rồi từng thấy là hút nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Rồi nó cũng ảnh hưởng đủ thứ hết trơn á. Thấy không? Thành ra không có tốt đâu, với phụ nữ người ta không thích hút thuốc. Cái mùi mà thuốc á người ta không quen, tại vì dị ứng đó. Mà hút thuốc thì phụ nữ không có cho hôn. Thành ra bỏ đi con. Con làm nghề gì cô quên rồi? Dạ con làm bên máy tính, kỹ thuật máy tính. À đó, máy tính á. Mà con ngồi trong phòng kính không à, đúng không? Mà con lại hút thuốc nữa thì con xả bao nhiêu, con tự hửi lại hết bao nhiêu, tự hít vô hết. Là nó còn độc hơn những người bình thường mà cái người ta ngửi với tội nghiệp người ta. Nó hửi luôn á. Không, xung quanh mấy cái người ta ngửi á. Cái người bị ngửi á là người ta bệnh nhiều hơn là người hút luôn. Nhưng mà người ta né được, còn đây ông này không tự né được luôn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó, năm 2020 là năm có thể nói là bệnh ung thư. Mình đứng tới gần thứ top của Việt Nam, đứng top thế giới. Là 55-57% là do hút thuốc lá gây nên. Và tất cả những người bị bệnh phổi, bị ung thư là 47% do thuốc lá gây nên. Và thuốc lá cũng gây nên ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư cho phụ nữ. Thiệt không? Trời ơi, Linh làm chương trình, Linh nói gần mặt luôn. Tức là cái người hút á gây ảnh hưởng đến cho người xung quanh rất là nhiều. Và từ cái hút thuốc đó, phụ nữ người ta hít vô đúng không? Người ta chịu nhiều hơn là cái người nam luôn. Và chính những cái tác nhân từ thuốc lá đó nó gây ảnh hưởng ung thư. Đấy, theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng là đàn ông hãy nên bỏ bớt thuốc lá, giữ gìn sức khỏe cho mình, cho chính những người xung quanh và bạn bè chúng ta. Và phụ nữ không nên hửi mùi thuốc lá bất kỳ cho ai. Đó, đó là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Ai hút thuốc là phụ nữ đúng là rồi, phải chạy đó con. Dạ. Chú nói gì chú cũng có hút nha con. Chú bỏ hết rồi, chú từ lúc chú làm trình chú bỏ hết rồi. Hồi đó chú hút dữ lắm luôn. Chú cũng nên khuyên mấy người bạn chú bỏ đó. Rồi, nóng tính nè, bỏ nè, từ từ bỏ ha. Hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha, con ha. Cố gắng đi ha, con ha. Rồi còn gì nữa không nè? Nói hồi đổ hồi chân đồng nghiệp nhỏ. Kệ, nói luôn đi, để có gì khuyên nó luôn lượt. Tuổi trẻ quá đúng mà. Rồi, tuổi trẻ thì cũng có hút thuốc để trải nghiệm. Cũng không sao, nhưng mà sợ đó Túi không? Sau này con ảnh hưởng sức khỏe thôi. Đúng rồi. Chú lo tương lai con thôi. Chú già cả, chú không lo cho chú đâu con. À, nói gì cho để cho nhiều người nghe nữa chứ không phải mình Tú. Thật sự đàn ông giờ không phải mình con đâu, ai cũng hút hết trơn. Bạn của người kia cũng hút á. Nói chung là bớt thôi. Hút dữ lắm con. Mà bây giờ chú lớn rồi chứ chưa bỏ được. Thiệt. Đừng có sợ. Nói chung nói cho vui thôi chứ không phải lên án con đâu nha. Thôi chùi mồ hôi đi con. Đồ nghiệp nhỏ mới lên nói người ơi. Thôi bỏ qua chỗ thuốc lá đi. Thôi vậy thôi đi tạm thời là hai cái đó nên bỏ đi bỏ con đi nha. Dạ. Bớt đi Tú. Ok. Rồi bây giờ để cô hỏi cái bạn bên đây. Tú sinh năm mấy? Dạ con 96. 96 bằng bằng nhâm bên kia 9 mấy? Bạn dạ, 95. Con sinh năm 96 ạ. Ủa, con 96 luôn hả? Kỳ vậy? Dạ. Vậy là hai đứa bằng tuổi. Ừ. Hai đứa bằng tuổi. Vậy là con 24.
con là nãy con nói tuổi ta. Nói chung là hai đứa 96 là bằng nhau rồi. Tuổi ta là hai đứa bằng nhau. Ừ. Là lớn hơn Trái Phi nhà tôi 1 tuổi mà. Ừ. Ừ. Rồi. Có mấy người yêu vậy? Dạ thì từ lúc đi làm thì cũng có hai mối tình. Hai mối tình rồi. Dạ. Nhỏ nhỏ vậy, trẻ trẻ nó giỏi nha. 24 22 mối tình ha. Ừ đó. Đó mình 28 mà chưa có mối nào luôn. Mối tình dài nhất là bao lâu con? Mối tình dài nhất thì cũng 4-5 năm gì. 4-5 năm luôn. Dạ. Trời ơi con yêu sớm quá ha. 20 dạ. Con yêu rồi ư? Hay là 18 con yêu rồi? Yêu nó 14. Thôi đúng. Nếu từ 14 luôn. Bởi vậy nó hút thuốc là phải rồi. Nhiều tình cảm quá rồi, rắc rối quá rồi. Bây giờ stress á. Ừ. Ồ ơi. Rồi bây giờ là con độc thân được bao thời gian bao lâu rồi nè? Để thời gian độc thân thì ở đây khoảng được 7-8 tháng. 7-8 tháng. Cái lý do để chia tay là lý do gì? Thì không thấy cái mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không còn thông thấu hiểu với nhau được nữa. Chia sẻ được thì chia tay. Không tìm được tiếng nói chung phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là thực ra từ phía nào nhiều hơn? Chủ động chia tay là từ phía nào? Thì có nghĩa là từ phía con thôi. Con chủ động chia tay hay là người ta chủ động chia tay? Con chủ động chia tay. Con chủ động chia tay. Có mối tình nào mà nó vướng mắc về vấn đề yêu xa không? Dạ không. Tức là yêu xa không có ảnh hưởng gì tới tình cảm, tình yêu của con đúng không? Dạ. Tại vì nhỏ này thuốc Nha Trang lận con. Ở cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó. Có mấy mối tình rồi? Dạ con tính ra thì có 2 mối tình ạ. Nó cũng 2 đó Linh ơi, nó 2 mối tình rồi. Sao độc thân bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm rồi ạ. Lý do chia tay? Dạ chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ 6 vậy á. Nên là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À, tức là có người thứ 3 đúng dạ, không? Và dạ. Con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. Để con chào chú. Rồi, chào con, xinh đẹp, dễ thương. Ha. Nói giáo chung viên, tuổi trẻ thì giáo viên lớp mầm non đó. À tiểu học hay mầm non? Dạ mầm non ạ. Mầm non. Cô giáo thì dễ thương rồi. Nói chung tuổi trẻ thì có quyền trải nghiệm, có thể cũng có thể sai nhưng ta có sai thì người ta mới thành đúng được, còn ta không biết sai thế nào thì không có đúng được đâu ha. Rồi yên tâm, như Tú cũng được yên tâm nha. Bây giờ thấy cô Vân chú Linh nói nhiều thuốc quá con đừng lo gì nha. Rồi bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ con muốn tìm một người có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65 tại vì con thích cái cảm giác che chở, có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc. Không hút thuốc. Có nóng tính không? Dạ không, gọi là không tứ độ tường, là không bài bạc rượu chè đồ. Nóng tính xíu được không? Dạ nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua. Hồi xưa thôi. Dạ. Hồi xưa người ta hút chứ người ta nóng rồi, giờ hết rồi. Bỏ được không? Được. Dễ thương lắm. Nói chung đàn trai dễ thương thôi. Thật tình ha. Rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái mẫu hình con gái như thế nào? Yêu cầu mẫu hình lý tưởng của con thế nào Tú? Dạ mẫu hình con thì con thích kiểu giống như Bạch Minh này trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ mà cô đóng á cô hả? Có thể là cậu được ước thấy đó con. Giống ha. Con bé Ngọc Minh đó đó. Cũng được. Rồi sao nữa nè, thích cái gì nữa nè? Tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như nhân vật chị Hai á. À rồi Lê Phương đó, nhân vật chị Hai. Rồi gì nữa nè, có miếng nào của con Hân không? Dạ không. Không có miếng nào của Hân hết. Gạo Nếp Gạo Tẻ ở nhà coi luôn đi. Nó coi chứ Hồng Vân về luôn luôn đi. Hồng Vân là mẹ rồi. Tụ luôn đi. Hồng Vân là mẹ rồi. Là mẹ luôn. Con có thích cái nhân vật Ngọc Minh ở trong Gạo Nếp Gạo Tẻ không? Cái cô Út á. Con chưa coi. Dạ coi con chưa? Con có coi nhưng con chỉ ấn tượng với cô Hân với cả chị cả thôi ạ. Dạ cô bé là có đang khẩn đó, cô Út đó. Dạ rồi con biết rồi. Bé Út đó là bạn này thích cái mẫu hình như vậy đó. Chú thích cái mẫu hình người mẹ trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cầu được ước thấy luôn nha Linh, cầu được ước thấy nha. Rồi. Bây giờ nè, yêu xa chú con có lo gì không? Dạ, yêu xa thì miễn sao anh ấy trung thủy là được. Rồi, quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Dạ, đúng rồi ạ. Con không thích điều gì phụ nữ Tú? Phụ nữ con thích nhất là cái tính, có tính tự luyến. Hả? Tự luyến. Tự luyến là sao? Tự luyến là sao? Giống như kiểu mà tự cho mình giỏi hạ thấp giá trị của người khác xuống. Tự cho mình giỏi hạ thấp giá trị người khác gọi là tự luyến ha. Rồi tự là tự yêu bản thân á. Những người đó là tự yêu bản thân mình. Tự yêu bản thân của mình đó ha. Hay hạ thấp người khác á ha. Cái đó chắc cũng ai thích đâu con. Rồi còn gì nữa không? Mày suy nghĩ đi chút nói bên kia nha. Nói chung bây giờ hỏi qua hỏi lại để mọi người hiểu ý hai bên ha. Những cái xấu, những cái tốt, những cái gì đó hai bên cũng cảm nhận được rồi.
Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. Điều đó. Đi với ai nào? Dạ, hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây. Đi cả nhà luôn ha. Dạ. Cả nhà Khánh Hòa ha. Dì, mợ và mấy người bạn. Dạ. Đây là dì nè, cái bên là dì? Dạ bạn ạ. À. Mợ đâu? Bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha. Mấy người này có chưa? Lên đây hết luôn nha. Ủa chứ mợ đâu, mợ con đâu? Dạ mợ con có việc, con xin phép ra ngoài. Rồi. Dạ. Dì phát biểu đi dì, dì xinh gái quá. Dạ. Kính thưa anh Quyền Linh Thông Thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp. Trời ơi. Với lại tất cả các bạn trong tháng phòng ngày hôm nay. Hèn nở thì mũi quá. Ngày hôm nay đến ủng hộ cái bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á, ngày nào cũng coi hết. Dạ. Thì đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có ba vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại, nhất là bạn Tú. Cái vấn đề thứ nhất là yêu xa, em cũng thấy nó băn khoăn một xíu, tại vì khoảng cách nó cũng làm cản trở đến tình yêu nhiều lắm. Cái vấn đề thứ hai là ở bạn Tú thì là cái thứ nhất là nóng tính, còn hút thuốc lá nữa. Đó, thì nếu như mà bạn Tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì dì nghĩ là cũng còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn. Với lại tình yêu của bạn Tú dành cho bạn Nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì sẽ tiến tới xa hơn. Dạ, và cũng đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mấy cô này mới mốt đăng ký luôn nha. Em có chuyến xào bạn thân của em nè. Con nói đi bạn thân nè. Thấy được không? Thấy hợp gu với bạn không? Dạ, con thấy ngoại hai người cũng xứng đôi ạ. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Chứ nóng quá, con thấy đập đồ là nóng quá. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Cái đó để con lên chương trình con. Đó thì cái chú Linh lạc đề quá, chú Linh bị vậy á, lạc đề giờ quá. Gọn luôn. Bây giờ hỏi rồi mai mốt người ta lên chương trình hỏi gì bây nữa. Bây giờ hàng triệu người đang coi đó, người ta đang coi con đó. Người ta muốn luôn đó, hỏi hai nhỏ này luôn nè. Muốn sao luôn. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ, đây với anh Hiếu, đồng nghiệp của con. Đâu anh Hiếu ơi, Hiếu cho ý kiến đang anh Hiếu. Mai. Thì luôn. Anh Hiếu cho ý kiến đi. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Nhung. Rồi đó. Nhà gái bên kia. Chị Hồng Nhung hay là chị Cát Vân? Em nhớ. Dạ, thì sau nói chung là em thấy bạn gái và Tú bên này ấy, thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau. Thì em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau. Thì về cái em chia sẻ một tí về Tú. Thì Tú là một người sống khá là chân thành. Còn cái vấn đề nóng của Tú á, thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình Tú ở trong phòng thôi, không có ai cả, không có ảnh hưởng tới ai cả. Dạ. Nhưng mà sau thời gian thì em thấy Tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi. Dạ. Tự giận bản thân mình. Dạ đúng rồi. Rồi có đập đầu vô tường không? Dạ chắc không đâu, chắc rủ em đi nhậu thôi. Đập vô gối. Em có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rảnh lên đây chơi. Nghe, bên kia cũng rảnh người lên đây chơi, tự tìm hiểu trước. Có ba người mốt đăng ký lên luôn nha. Giờ hàng triệu người đang coi, người ta đang theo dõi ba đứa đó. Đây cũng đang theo dõi rồi đó, ai thấy mặt là theo dõi hết trơn à. Mà viết thư về ta coi để ý dưới đây quá trời luôn. Nói chứ thôi mở rào đi. Mở rào. Cái chuyện mà hai đứa nhiều khi á, tất cả những cái điểm xấu, những cái điểm mà chưa tốt của nhau đó Tú. Ừ. Nhiều khi á là cái nhìn bên, tức là tất cả những cái đó, thực ra thì đàn ông hay là phụ nữ gì ai cũng có những cái xấu cái tốt cả. Cái vấn đề á là mình khắc phục được cái điều đó như thế nào khi mà hai người yêu nhau. Thì vấn đề bây giờ đặt ra là mở rào ra, tụi con gặp nhau. Tự dưng tụi con có những cái gọi là cảm xúc giống như nhân điện vậy đó. Thì tất cả những điều đó nó chỉ là con số không hết, con hiểu chưa? Cho nên là nha, bây giờ mở rào để cho tụi con cảm nhận nha. Không có gì đâu Tú, con cũng có gì đâu. Bây giờ chú hay nâng cao quan điểm lên chút về thuốc men thôi chứ không có gì đâu ha. Nào tự tin lên, mở rào. Ngồi đi con, ngồi đi con. Bắt đầu đi Tú. Con Hòa nhận quá trước đẹp. Đi mình nhận trước rồi mình trao sau con. Hoa đẹp quá. Thiệt tình á. Đem từ Gia Lai xuống á. Trời ơi đẹp quá vậy Tú này con đi con đi mua hay là con tự đặt gói tại đẹp sao con lại con, đi con mua. Lại tặng cẩm Tú Cầu. Con không biết con vô thấy đẹp đẹp. Con thấy đẹp đúng không? Yeah. Ờ tại vì cái này là tặng mẹ mới đúng. Mẹ cảm ơn nha. Nói chứ con tặng. bữa cũng bạn Nguyễn Hò có bạn kia con bạn mở ra con một bó bông vạn thọ
bông vàng thỏi tặng hỏi sao tại thấy đó quýnh quá, thấy đẹp mua luôn, trời ơi. Con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì Tú. Tặng con ấm chén. Hả? Ly à? Ly hả? Rồi tại sao xong. Con lại tặng ly, con nói đi. Nóng luôn, luôn xong luôn. Dạ, theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì sẽ tan vỡ, nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng nó giống như tình yêu, như yêu vậy, thì ví dụ như là người đối như kiểu là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được bền lâu hơn, và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó và bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu. Ly đẹp ạ. À. Đừng nóng nha Tú. Trời ơi cái ly đó là hợp với ba đó. Ba thiệt, cái bông thì hợp với mẹ, còn cái ly thì hợp với ba. Cảm ơn. Ly đó đẹp á Tú. Bữa nào nóng lên nhớ kêu chú nha Tú. Rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè. Mở rào ra Tú cảm nhận sao nè? Thì cảm nhận bạn bạn cũng có ngoài ưa nhìn. Cũng vượt ngoài cái mong muốn của em. Ừ. Nhưng mà con có tưởng tượng là đã, cái trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không? Con có thích cái mẫu người giống như vậy không? Có. Nói gì đi đó. Còn con thì sao? Con nói đi, con thì sao? Dạ. Cũng hơn tưởng tượng của con. Hơn tưởng tượng của con luôn, hai đứa đều hơn hết. Hèn nó xuyến xoắn rồi đó. Bây giờ luôn. Trái tim có xuyến xoắn rồi đó, hơi bị loạn nhịp rồi đó. Ừ. Rồi. Mình hỏi bạn là bạn nghĩ sao về yêu xa? Tại vì khoảng cách của mình với bạn thì khá là xa. Thì cái chuyện yêu xa thì trước giờ mình cũng chưa trải qua cái vấn đề này, mình cũng chưa biết cái khi mình yêu xa thì mình phải gặp những cái chuyện gì. Nó không chưa có thể chuẩn bị trước thì nếu mà có cảm nhận được ngay từ đầu thì có thể thử một lần thử như cho biết. Yêu xa chỉ có một cái điều quan trọng thôi là ghen thôi. Đấy, nếu mà không tin nhau yêu xa dễ gọi là dễ rời xa là cái chuyện ghen đó. Người này ghen người kia, ghen người nọ thôi. Đó thì hai đứa hỏi nhau coi có ghen có gì không? Máu ghen có không? Các bạn là có tính hay ghen không? Không, mình gọi là như kiểu là mình khi yêu thì mình sẽ tin tưởng với cái kiểu là nếu là của mình thì sẽ là của mình, còn nếu không phải của mình thì trước sau gì cũng người đó cũng sẽ đi à. Thì cũng đúng cái những gì mà hồi mình nghe nói bạn là bạn làm giáo viên mầm non. Đúng rồi. Em đi không phải bạn. Nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em? Không, tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non thì cũng mình cũng giống giống bạn. Bây giờ chắc hai đứa cô nào cũng giống nhau. Hai đứa tưởng tượng cái buổi gặp hẹn hò đầu tiên của nó ở đâu? Ở đâu giờ rối trí biết ở đâu giờ? Dạ, thì xem. Nếu mà có duyên thì buổi hẹn đầu thì xin phép mời bạn gái và gia đình bạn gái đi ăn một bữa tối. Ăn ở đâu? Dạ thì kiếm một cái quán nào đó. Ông nói với bạn ấy gặp ở Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải vấn đề là chắc ăn. Bữa đầu tiên chắc tối nay luôn quá chứ nhỏ mơi mốt nó về Nha Trang rồi. Có thể gặp buổi đầu tiên ở bãi biển Nha Trang. Vịnh Nha Trang, một cái vịnh đẹp nhất thế giới. Cô mà làng Tú là tối nay luôn á. Dạ thì con cũng ý muốn là mà đó vậy đó thì không biết Nha mà Trang luôn chào đón bạn. Dạ. thành phố du lịch mà. Dạ. Mà tối nay phải không, tối nhóm này đứa con tối nay phải có nhóm này đứa con hả, đâu có sao, càng vui mà. Ừ, chứ không phải một mình được đâu. Nguyên một đại gia đình mình ở Nha Trang luôn hả con? Dạ. Thì đó còn vui nữa, hôm nay là có dì nè, rồi có các bạn nè, rồi có bạn bên đây đi hỗ trợ nữa, vui chết luôn à. Sợ kinh phí nó hạn hẹp lần đầu. Chú Linh cho mượn con có lo. Cái chuyện đó ông Bụt ngồi ngay sau lưng con á. Để tâm chú đi. Lo con. Tụi con hạnh phúc là chú vui rồi. Chị kêu chú ra chú chứng kiến thôi. Tụi con biết không, chú lo xa, hết ha. Yêu xa nó có nhiều cái nó thú vị lắm. Thực sự nếu mà thực sự mình yêu nhau và mình tin nhau, nó thú vị nhiều cái. Bởi vì khi tụi con gặp lại á, tụi con trân trọng từng giây từng phút được ở bên nhau á. Và cái thắt thỏm khi mà mình xa nhau á, mình nhớ nhau á, nó thăng hoa trong nhiều việc lắm. Riêng về bạn gái thì cô có thể đảm bảo là vì cái môi trường của bạn, môi trường mầm non, thành ra là chắc chắn là con không lo rồi. Còn về Tú thì suốt ngày anh ấy không lo ôm luôn. Cái máy tính đúng ở trong rồi, phòng máy tính luôn. Mình ôm tự hút thuốc tự hít tự hửi, thì cho nên hai đứa chắc cũng không lo lắm về cái vấn đề có người thứ ba. Nhưng mà cái cảm xúc mà khi yêu xa nó tuyệt vời lắm, thực sự. Đó là cô kinh nghiệm của cô thôi ha, tại cô cũng đã từng yêu xa mà. Cô hiểu mà. Tụi con có hiểu không? Đó cô Lan, ở Sài Gòn. Từ Thái Lan. Hồi lúc ông Tuấn đi học đạo diễn ngoài Hà Nội lên sao vậy? Yêu mấy năm yêu xa đó con. Có đơn giản chú đâu. Chú đã chứng minh tình yêu của cô Hồng Vân với chú Lê Tuấn Anh. Trời ơi. Ở từ Thái Lan. Nín Việt đi, Nam. Nín đi. Chú ngồi với chó già. Chú đợi hai người nói chuyện điện thoại từ tối tới sáng. Mà nói liên tục mấy ngày. Ngày nào chú ngồi với chó già mà được.
Thôi hai đứa nói chuyện nhau đi để hết thời gian cho bản thân mình đó. Con nói đi. Mình thấy bạn có một khuyết điểm với là anh đi con sao bạn bè chứ anh đi. Anh em cho tình cảm. Tú sanh tháng mấy vậy con? Dạ con sinh tháng 4. Tháng 4 con sanh tháng mấy? Dạ tháng 10 ạ. Rồi vậy con nhỏ hơn ta rồi. Xưng anh đi, nhanh đi. Em có thấy anh là có hút thuốc. Với cả nóng tính thì anh có thể bỏ được không? Thì cái vấn đề nóng tính thì nó phụ thuộc vào cái thái độ của người khác đối với anh như thế nào. Thì trong cuộc sống thì thường thường nó sẽ xảy ra những cái vấn đề nó không có đồng nhất cái quan điểm với nhau á, thì sẽ xảy ra tranh cãi. Thì anh thì luôn vẫn muốn mình ở cái vị thế là cởi mở, mình lắng nghe cái của người khác, ý kiến của người khác rồi mình mới nói lên ý kiến của mình, chứ không thể để dẫn cái cãi vã. Nhưng mà khi mà cãi vã mà nó nhiều quá thì bắt đầu mới bộc lộ cái tính nóng lên. Còn tới đập đồ thì chắc cũng không còn xảy ra đâu. Thì cái đó ngày xưa đập đồ thì nó cũng quá cái mức giới hạn của anh thì mới vậy thôi. Hút thuốc thì con nghĩ cũng bỏ dần, cũng bỏ con dần. Con bỏ được. Bỏ được nãy nói nó đổ mồ hôi trơn, nó sợ nó bỏ liền. Cô nghĩ chắc chắn là con bỏ được tại cái tuổi con còn nhỏ lắm, con có thể vượt qua được hết. Con bỏ hút thuốc, con mập lên chút xíu, đẹp trai hơn nữa. Tú bỏ hút thuốc cho mập vậy đó con. Rồi, bây giờ nè, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi đứa có thể nói về quan điểm của mình đi, Tú nói trước đi. Nói cho Nhâm biết quan điểm về hôn nhân gia đình của mình thế nào? Quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe. Chứ không phải là như anh nói từ đầu, người biết nghe thôi thì người ta không có thể chia sẻ được với người gánh vác. Thì cái thứ hai thì mình cũng muốn một người quản lý về cái tiền bạc chi tiêu gia đình. Thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình, thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu. Có phần của tính anh thì anh bị cà nể, thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình. Anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó, thì khi mà anh sợ anh nói lên suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực, nó không đúng với suy nghĩ của mình, nên thành ra nhiều lúc thì anh không muốn nói ra thì cứ im nó thành ra không biết thì em có thể chấp nhận cái tính đó không. Dạ có thể được. Còn về cái đầu tiên là cái quan xuyến gia đình hay là cái gì đó? Con nói lớn lên coi, con thì thầm cái gì vậy, con nói lớn lên coi. Cái lần đầu tiên là kêu là yêu cầu về gì ạ? Cái đầu tiên á, cái đầu tiên mọi người biết cái quán xuyến gia đình đó. Quán xuyến gia đình, quản lý tiền bạc con ơi. Rồi còn cái nữa là cô nghĩ con làm được, bởi vì con là giáo viên thì con hiểu được là anh có một số những cái mà anh cả nể, và có những cái anh không nói ra được, anh cứ để trong lòng, nhưng mà con phải là người khơi ra để cho anh giải tỏa, anh không có nóng tính nữa. Dạ, con hiểu không? Dạ cái đó cũng gọi là ưu điểm của con á, con làm được. Đúng chuyên môn nghiệp vụ đúng không? Dạ. Rồi quan điểm hôn nhân gia đình của Nhâm như thế nào? Dạ, nói cho Tú nghe đi. Dạ của con là chung thủy. Tại vì trong tình yêu hay là hôn nhân thì điều quan trọng nhất cũng là phải chung thủy, tôn trọng nhau và biết chia sẻ cho nhau. Tại vì nếu mà muốn sống với nhau được lâu dài thì người kia phải hiểu nhau, và cũng như kiểu là chia sẻ tất cả mọi vấn đề ở trong cuộc sống cũng như là trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thì như thế hai người mới được bền lâu với nhau hơn. Rồi, bây giờ hai đứa bạn nhau khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới? Thì nếu như mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới nhỉ? Cái đó cũng không thể nói trước được. Nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn và em cảm nhận được cái điều đó thì sớm, nếu anh tạo cho em được cái cảm giác an toàn sớm thì có sớm. Cái đó là tùy phụ thuộc vào anh. Tụi con hỏi nhau đi, bây giờ nếu mà có yêu nhau rồi tính tới chuyện lâu dài thì về đồng bằng hay là ra biển? Nếu mà yêu xa thì cái, tại vì hai người đang ở xa nhau thì cái đi lại thì như thế nào? Ý là anh có thể ra thăm em hoặc là thì em làm việc ở Nha Trang, em ở Nha Trang luôn hay là nhà em để ở Đắk Lắk? Dạ, nhà em thì ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang sống và làm việc ở Nha Trang. Là em có thể là Tết em về ngoài Đắk Lắk lại đúng không? Hay dạ, là ở luôn trong Nha Trang? Dạ, Tết thì em về ở trên Đắk Lắk với bố mẹ. Dạ. Nhưng có khi nào Tú lo công việc ở đây em có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để dạy một cái trường nào đó được không? Đúng rồi. Đó, thí dụ như thế. Ta tìm ra cái hướng đó đơn giản nhất. Đúng rồi. Còn không thì như Tú làm công việc gì Tú ra Nha Trang rồi Tú làm được không? Ví dụ như tùy hai đứa thích biển hay là thích đồng bằng vậy đó. Yeah.
Thì về công việc thì con cũng muốn mình làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó, con nói quan điểm đó ra. Thì đó, rồi bên đây thì sao? Ví dụ như là bạn làm việc ở Nha Trang thì có thể tôi lép thì khoảng 2 tháng mình xuống đó một lần. Thì đó là được. Rồi, thế này. Chú nghĩ rằng cái việc đó tụi con sẽ cùng bàn luận với nhau sau khi mà trao đổi với nhau ha, tìm hiểu nhau. Nhưng mà cái công việc nó không quan trọng đâu. Quan trọng là tình yêu mình đủ lớn đó. Thì ở đâu có người yêu của mình là ở đó có mình. Tùy mỗi đứa cảm nhận, có thể đi Khánh Hòa. Nha Trang cũng là thành phố biển xinh đẹp tuyệt vời, cũng là một nơi có thể phát triển. Mà thành phố Hồ Chí Minh lại càng tốt hơn. Vì thì cái nghề của Nhâm thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là cần đấy. Rất là nhiều nơi, không dễ, không khó xin việc làm đâu. Thôi, bây giờ mình đến nắm tay bạn gái nào, bước tới. Nắm tay bạn gái, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm thẳm, đôi mắt Pleiku đấy, đôi mắt Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy. Và hãy hát một bài nào đó. Nếu thương anh thì về Buôn Ma Thuột hay là về Gia Lai gì đó. Hát cho con người ghế được. Không, nhìn thẳng vào cho nó tình cảm. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay Tú. Hai tay có tình cảm coi. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn Nhâm kìa. Nào. Hát bài gì đó. Nắm tay em thật chặt hay là tá mồ hôi dữ vậy bạn gì đó. Ông cô giáo hát trước cũng được. Cô giáo hát trước cũng được con. Đúng chuyên môn, đúng nghiệp vụ, cô giáo hát trước đi con. Hãy nhìn nhau, trao đổi, giao lưu cảm xúc, giao lưu ánh mắt với nhau để xem trong ánh mắt đó thâm thẳm phía trong có gì không. Đừng có ngại ngùng gì cả. Vì đó là em. Không cần biết em ở đâu, không cần biết em là ai. Nào, Tú. Ngại con hát được chứ. Sống được. Linh bắt đi, Linh bắt gì biết. Không cần biết Nhâm từ đâu. Không cần biết Nhâm là ai. Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Rồi hay đấy chứ. Giọng hay nghe. Giọng hay đấy. Tự tin lên là con là giọng hay. Rồi Nhâm đi Nhâm. Hát liền con. Không cần biết anh là ai luôn. Đúng. Khi anh thấy cô đơn trong lòng nhớ ai. Em mong bước chân anh về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm lòng. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Trời, hai đứa thích cưng quá à. Rồi về đi Tú, về đi Nhâm. Rồi ngồi con. Nhìn hai đứa dễ thương rất là cưng luôn đó. À, hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nha. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Bấm đây con, đây. Nút đây. Có cái cặp kia vui lắm con, ngồi cái hai đứa cùng bấm lượt liền. Cô với chú Linh thất nghiệp luôn. Đây. Nãy giờ chúng ta có thể vui đùa với nhau. Chúng ta đã lắng nghe ý kiến của nhau, đã nắm tay nhau để trao nhau những cảm xúc, ánh mắt đã đối diện với nhau, đã nghe ý kiến người thân rồi. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại trái tim của mình để các bạn. Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu. Hãy nhường cơ hội để cho người khác. Hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình, gia đình, bạn bè của các bạn đó nha. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm hết à? Ôi ôi. Bấm chậm quá vậy. Rồi, nắm tay nhau thật sự rồi đó. Thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nhìn nhau cười cái coi. Đó, trời ơi, cười thấy thương chứ sao. Bây giờ nè. Vui quá, tôi vui trong lòng ghê ông. Mới ông vui không? Vui. Quá trời vui. Hai này nha. Cưng lắm luôn á. Hai này cũng cưới gì đông người lắm á. Thôi, giờ con phải làm cái nhiệm vụ. Con hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn Nhâm. Xin ôm. Xin ôm. Ôm thôi à. Vừa ôm vừa hôn. Đúng luật đó con. Anh sẽ phép hôn nhau. Cái đó là ba hôn con. Ba hôn con vì con với ông mẹ. Ông đây nè. Hôm nay chưa gọi đầu đó. Trời ơi.
quá trời quá đất luôn vậy đó thiệt mà. Nhớ không đừng uống thuốc nha. Uống thuốc cho không đâu. Rồi à, thay mặt chương trình thì chúc hai em sẽ sớm tìm hiểu nhau, yêu thương nhau. Và biết đâu chúng ta có nợ với nhau, chúng ta sẽ đi với nhau cả cuộc đời này nha. Bây giờ rất là đáng thương, rất là đáng yêu luôn đấy ha. Hơi đáng thương.